Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Đức Giêsu vào đền thờ, và trong khi người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần người và hỏi: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? Đức Giêsu đáp: Còn tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do trời hay do người ta? Họ mới nghĩ thầm: Nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại, thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: Chúng tôi không biết. Người cũng nói với họ: Tôi cũng vậy. Tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.